Rồi rồi, mà kêu họ có câu không hả? Rồi ta chúc người này người nọ, rồi ta chúc người mạnh thằng quân như thế nào? Phúc vui vẻ thôi rồi. Á à, vui rồi. Bữa tới không vẻ. Vui vẻ. Hát mãi nghe chơi coi, vui mãi nghe chơi coi. Họ ngoài đi chơi đi. Thôi họ cũng được, cậy. Họ với tình cảm. Họ cái. Hết giận rồi. Hết giận rồi. Hết giận rồi kìa. Vui vẻ rồi đó. Chim sâu ơi. Bây giờ mình họ đi cho 200 ngàn liền. Trời ơi giờ nổi nữa. Thôi 200 ngàn. Đi đi. 200 ngàn kìa. Đây nè, chuẩn bị tao hò. Ừ. Rồi tao hò nè. Đó, chuẩn bị hò nè. Chuẩn bị hò nhưng mà 200 ngàn liền đó nghe. Tiền cái đó. Móc tiền á. Móc tiền á. Móc ra mấy tên chim sâu phải là thấy tiền chim sâu mấy tên. Nè, tiền nè, có tiền luôn. 200 ngàn. Này tôi biết. Hò đi, hò bán hò đó thấy hò tiền cái lắm kìa. Nè nè, tiền nè, tiền này chim sâu. 200 ngàn chim sâu. Không chơi tiền luôn hả? Chơi tiền luôn rồi. Bữa nay có một trong mình có vấn đề gì đây mà kỳ dữ là ta. Thiệt á, chùa chơi đâu? Nó thiệt bộ. Dạ. Được bán là không biết bao nhiêu ngày vé số luôn á. 200 ngàn là mình phải bán tới được 200 tờ vé số mới được 200 ngàn. Đúng rồi. Bữa nay mình chỉ lấy có 60 là có 60 ngàn. Bán nó học bên kia nhà sợ là có ngàn ngàn dứt liền một câu họ 200 trời ơi mướn họ 200 ngàn không cho họ nữa kìa một câu họ là 200 ngàn không có sao họ em hỏi lấy tiền nha gà này chắc gà bị đá rồi nè mặc vô không à có hộp con câu mà lấy 200 ngàn kìa. Ngon lành. Nghĩ nói nghĩ gì luôn à. Cho cho qua cái. Họ à. Họ ơi, chú mở ra cơ. Họ cái hai sĩ. Kiên họ đi mẹ rồi kiên. Bà ơi, bà ngồi có ai đấu giá không? Chị cho em họ cái hai sĩ. Rồi. Ừ, rồi xong rồi. Chị chỉ được cái cột. Chị sao ơi. Họ đi hai sĩ đi, 200 ngàn. Được rồi. Đưa tiền cầm đi, cầm đi rồi phải không? Đưa tiền cầm đi. Không, không cho, họ gọi mấy cho cầm. À, họ không. Đức đức kêu kêu mẹ quá khủng họ đi đức. Kêu họ mà chú có mua dễ kìa. Kêu kêu. Có đi học không? Kìa, cái người đó cần khác không? Có đi học. Thôi dặn mấy con đi học con đi đức ơi. Nói học không? Đây. Đi ngồi đi coi. Đi học hả? Thì kính thưa mẹ, kính thưa quý khán giả. Thì đây là hai mẹ con chuẩn bị đi học nha quý vị. Hai mẹ con chuẩn bị học cùng lớp. Hai mẹ con đi học cùng lớp. Ừ. Bé Đức Vũ đi học luôn hả? Đấy. Trời ơi. Bé Đức Vũ đi học. Bé Đức rủ chim sau đi học cùng lớp với bé Đức. Hai người học lớp mấy Đức? Lớp 1 hả? Kệ tắt. Chắc chim sau đi học ngôn chữ quá. Dạ. 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 Bả vô à. Không nghĩ qua đi. Bác đi vô gần nỉ đi. Bên tay đó, mẹ thưa mẹ con không dám nữa, con sợ đổi gì đó. Rồi vô cái con hò cho mẹ nghe. Không chịu nói hò, gì chứ. Rồi là bà nghĩ dặn à. Ừ hò lấy 200 ngàn. Hò lấy 200 ngàn. Hả? Ba hò. Lấy chim tiền cho con đi học. Ừ. Đi tìm con nhỏ. Ờ cũng rồi. Mình đi hát vậy mới làm mẹ được chứ còn ừ. Ba vậy là đâu làm được. Dạ mà làm gì? Nhưng mà đâu làm gì? Bà làm chức gì? Thôi nè nè về chú Châu ơi. Thôi khỏi họ cũng cho nó thôi cho chim sâu 200 ngàn. Là ơi chim sâu ơi cái này là của cô ở ngoài gửi cho 200 ngàn xài cũng phơi nha. Cảm ơn cô đi. Rồi không con gái coi, cho nụ hôn coi, không gió coi. Mày gió ai? Ồ. Có chúc cho cô nha. Chúc cho cô gì không? À. Chúc sức khỏe. Khỏe, ăn hăng anh dữ. Ờ. Ta nói cho anh 200 ngàn này. Nếu 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 chúc mà câu họ mới hay á, cô mới hay, phái câu họ đó mới cho 200 ngàn. Mốt ta cho nữa. Mai mốt ta cho nữa họ đi. Chúc là mình phải họ một cái. Thấy không? Thấy bà chị nuôi không? Sao lưng luôn đây họ. Bà chị nuôi là kém hơn bà tới 3 lần lận. Ờ cái này. Bà 200 bả chỉ 50 thôi mà người ta còn không chịu nữa đó. Trời ơi. Thấy không? Họ ơi, gió đưa gió đẩy em đẩy anh vô phòng. Họ ơi. Ừ vô. Ai cầm bả.
Thôi đây à. Vui rồi đó. Thôi coi. Đưa cho đẩy thôi. Ôi em đẩy anh vô phòng lên núi đỉnh kinh. Thôi đẩy không? Không đẩy đâu từ. Vui quá. Trời trời chết luôn trời. Thôi giống của hổm đồng quán đó. Thì họ cái người ta chạy lại đó. Ủa bạn sao đâu quên rồi ta. Ý quên đó, đừng kêu họ, họ nó mất công lu bu lắm nghe. Họ bờ ông họ một cái rồi. Tình trạng là khó xử lắm đó. Ê nhớ không? Ê. Nhớ họ bị gì không? Nhớ họ không, bữa hổm đồng quán họ bị gì? Bị gì? Họ bị gì đó? Bữa hổm bên họ đồng quán đó, mình về đây mình bị cái gì? Hồi nãy. Không á, không á bị đuổi hồi cái kia nữa kìa. Bị gì nữa? Ai mà nhớ, nhớ kỹ là ra bị gì? Cái đó là rất quan trọng đó. Ờ nhớ. Đồng quán đặng tan cơm cái mình hò cái anh em chạy lại đó. Ê. Bán gì quên rồi cái ta. Cái ta đi. Cái gì nữa? Là hổm ta hò gì đó anh ơi, hổ ơi, gió kể gió mưa kể anh vô phòng vô núi gì vậy? Rồi nãy mấy. Nãy mấy kìa là trời chết tôi mà đâu. Rồi. Kìa không? Trời lạ trời. Bà nội với truyền thông kìa không vào luôn lâu ra kìa. Dạ. Đó. Nhìn kìa. Nó bậy kìa. Bà nó bậy kìa. Nhiệm vụ quà là chỉ bán vé số về ăn rồi không, đủ rồi. Không. Không nói gì hết. Đưa bu chỉ cho cái đó. Cười mới đẹp, cười mới đẹp hơn. Cười cái rồi. Cái này cũng vậy này, uống vô vô chỉ vậy. Bà thèm gì mà nói tôi coi, ngày qua mà nói bà thèm gì sáng mua cho ăn. Thèm gì? Bà thèm gì đó, thèm gì sầu của kiểu đó. Chút thôi. Chút sầu kiểu đó gì? Mấy chị nuôi viên đòi nữa, ở nhà chị nuôi lo bữa ăn. Lo chơm, luôn còn gì đó tàn. Thèm gì chị nuôi mua cho ăn nấy nè, thèm khô cắt sạch thì chị nuôi cũng mua. Bởi vì chị nuôi á, thì đi xuống đây lo lắng gia đình lúc nào cũng vui vẻ, mà gặp mẹ nuôi xuống cái rồi gia đình sao? Bung biết nói luôn sao, sao bung không chịu xào xáo vậy nó bình yên trở lại đó sóng gió qua qua đó mai mốt là không có nghe lời mẹ nuôi nữa nghe hết bên chị nuôi ông bên nội luôn khờ gian khỉ già luôn được rồi là mấy anh em cố gắng là cho quà hận lại đó cố gắng lại thêm lên nha cần cái nữa nghe ngoan được rồi không cần cái nữa rửa chén trong nhà đâu có có không có thì đâu có nói giặt đồ đó nói mà làm cái đó giờ nó nói cũng làm nó mới tin mời giặt ha mai giặt đi số kìa mời đi bán số sáng bán số là giặt đồ này mời bán vậy là hạnh phúc rồi vợ bán vé số chồng chạy xe em ra còn không giờ vô giặt đi rồi mời bán cho nó khỏe mà rồi giặt đồ không vé số bán được không chừng tôi giặt mà mẹ chồng thấy mẹ chồng khoái nữa mà ngủ tới 11, 12 giờ đó hứa là bây giờ muốn bán ngày mai bán cái số á mình vô đóng giặt mấy cái đồ mấy cái bộ đồ đi rồi là mơ bán số phải gu mình giặt đồ ăn mình ngồi cái ghe luôn như đồ cái xe đi thôi giờ nói giờ làm nè giờ nói giờ làm cho tôi coi cho kẹp bước tôi đóng giặt cái đồ coi trời giặt đồ mà lá rồi ta khen không hết la nó gì giặt đồ là hết la nữa giặt đồ mẹ hết la nữa giặt đồ không la đâu không bánh mất cơm xong la ừ không bây giờ mà chim sâu mà giặt đồ nấu cơm là mẹ mừng lắm luôn á cảm ơn đi đây giờ nói gì vô làm đi làm mới tin đi giặt đi biết rồi nó chày nó bị chày
thôi giờ nhiều quá vô giặt đồ đi kìa. Giặt đồ đi ngày mới tắm số không khỏe. Ngon lắm rồi. Được tấu mà, lâm. Ngon rồi. Ở đây bán cũng hết nên chị hỏi diện lâu. Đi. Giờ nó làm gì đó. Có ai giờ lên tỉnh đó. Thôi đừng lên, chở thằng đang làm chở đi lên chở làm đi chữ đó. Chở luôn. Thôi phải. Máu. Để ca mà nó đại. Xuống máu luôn. Mẹ. Đi gặp giặt đồ đi. Không đủ bà vô giặt. Tự nghe chồng giặt đi đó. Chỉ luôn, chỉ cho chim sâu luôn Long. Vậy thì kệ, đi giặt đồ xong tôi tắm con coi, tôi đi luôn coi. Rồi xong giặt đồ. Đi có giặt đồ có được không vô ngoài. Trời xuống. Rồi luôn. Rồi. Đi kệ nó. Hai chồng chim sâu vô giặt đồ đó bà ơi. Trời ơi, sao giỏi dữ ta biết hấp cơm, kêu chồng hấp cơm. Đi vô giặt đồ. Rồi vô kìa. Rồi vô giặt đồ. Dí vô. Vô vào. Dạ hả? Trời trời đủ chồng. Ai giặt? Đâu? Bữa nào giặt? Bữa nào giặt? Đâu giặt cho con. Bữa nào hả? Bữa nay tôi quay phim bà giặt đồ. Đồ giặt đồ ai giặt? Đồ ai nó giặt hay gì? Giặt không đi. Giặt không đi. Ấy. Tối ngày còn dữ rồi. Nè. Cây quá trời. Bây giờ giùm xả nước trước đi. Rồi sao không để sao. Cho nước qua nước giờ nó hết. Để con không vô. Đó, có chồng ai dạy được vậy không? Tôi về tôi giặt đồ cho anh tôi không đó. Ai giặt tiếp tôi đâu. Ông chồng nghe cái. Chồng không giặt. Không được như chồng của bà. Chim sâu nấu cơm nghe quý vị. Làm gì chim sâu? Rồi. Làm gì thế? Rồi nấu cơm luôn. Đó, ai nó không biết nấu đâu. Từ thường mình cho mấy nước chim sâu? Hai nước hả? Ba nước luôn. Cho nó sạch ha. Trời ơi, ba nước luôn. Hai tay tự do. Ai nói chìm sâu mà không biết làm đâu. Rồi, làm như đang. Bây giờ tập làm rồi nè. Đừng cho mẹ chồng buồn nữa. Hợp lý. Nói vậy tôi chịu. Đúng. Có chính xác rồi. Tao giọt cơm này. Giọt cơm mới gan như nàng tiên cá à tập. Giọt cơm trời. Giọt cơm trời. Giọt cơm trời. Giọt cơm trời. Mua rồi á. Đây nè. Quá giờ bữa nay rồi. Quá sáng. Khen thì khen nhưng mà vẫn hỏi mua giá số chưa. Mua rồi mà. Cùng một cái nè. Chim sâu hỏi là chim sâu nấu cơm rồi mấy anh có ở ăn cơm gần cái khu luôn. Nè có hỏi không? Có hỏi mấy anh em ăn cơm không nè? Nấu cơm đãi YouTube bữa coi. Chị chim sâu nấu cho em ăn cá nha. Nè mấy anh em YouTube bà ủng hộ số chân luôn đó. Không, ổng gà năn nỉ 4 lần rồi. Vậy nấu cơm đãi vô tấm bữa đi. Có đãi không? Quá giỏi rồi. Bà chém năn nỉ bà là 4 lần rồi đó. À nói giờ xả nước rồi vô nước cho nó sạch gạo của chú chị. Hình như nãy giờ là do 4 nước rồi ta. 4 nước rồi đó, do 4 nước. 4 nước luôn rồi tại. Cho nó sạch mà nó sạch luôn. Nồi cơm này là mẹ chồng ăn là xuất sắc luôn đó. Trời ơi, do sạch bóng luôn tại. Trời ơi, cơn gió nào. Cơn gió nào bắt mồi cơm vậy? Chị Kim. Trời ơi. Chị Kim. Em chị không? Hôm nay cũng muốn chuộc lỗi đó. Hôm nay cũng muốn chuộc lỗi đó. Ê chim sâu ơi, trời ơi mưa gọi đó chim sâu.
dự đoán trước là chim sâu dự đoán rồi. Rồi bữa nay biết mẹ buồn nên là nấu cơm chuột lỗi mà nãy chim sâu nói mà. Ta chuột lỗi. Trời ơi, lại nấu cơm luôn hả? Vô bốn nước rồi đó. Rồi chắc tối nay mưa thục xịn luôn quá. Coi được rồi đó chị chim sâu ơi. Rồi nước lên lên. Coi nước nữa hả? Ừ, lần đầu. Chế nước rồi bỏ đi, chế nước này nè. Chế nước rồi bỏ đi. Vậy nước này cũng được bình thường cái gì đâu, nước lọc mà. Này là do mấy nước chị gia đại. Bốn nước rồi đó. Đây, bốn nước luôn rồi đó. Trắng rồi. Trắng rồi, trắng rồi. 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 Bắt đầu rồi. Nó. Vô nó cơm rồi. Chịu nha. Quá giỏi. Trong rồi đó. Không, vợ hiền vô thảo vậy là tôi chịu. Được. Rồi. Đó. Mấy vẻ chùi lít. Đây là dẻ chùi cho nó nước khô. Dẻ nước nhẹp. Dẻ đó kìa. Dẻ khô kìa. Dẻ láng kìa. Cái kìa. Chim này làm bể các bạn kìa. Hết biết cái đồ dẻ bỏ đâu luôn à. Trời ơi. Rồi à. Tao gắn huấn luyện cho bà thành tài cái gì mà bóp ngoài vậy? Gì mà là nhiều quý vị thấy thì cái căn nhà nổ của gắt là hạnh phúc mà trong khi đó là không có bà mẹ nuôi là gắt là hạnh phúc nha quý vị. Vì chị sao biết nấu cơm nó đây nó hạnh phúc dữ lắm luôn theo thằng luôn thấy. Rồi. Nhưng mà vì rồi giờ bắt mỗi lần lên chuyện khô đi mẹ nuôi đó là trời khô đâu chưa khô luôn đây anh chị sao ơi chuyện nhỏ không chuyện này cũng chuyện kia rồi bắt được cơm lâu nữa bệnh rồi tới công chuyện nữa rồi. Rồi, đắp rồi. Mấy cơm gì rồi đó hả? Mấy cơm lên là chùm anh ngủ đó hả? Chùm lúc đầu luôn rồi nghe. Bệnh sao? Uống thuốc vô như sao? Cái này bệnh mà giấu nè. Sức cơ bà này làm cho gia đình người ta sao sao. Rồi, bệnh luôn rồi. Đó, giờ do nồi cơm bắt lên xong rồi vô ngủ nữa cô chú anh chị ơi. Thức dậy hỏi ông chị một xíu coi chùm sao? Rồi ấy không đi chơi không? Không đi ăn phải không? Không đi ăn thì chuyện nữa đừng có nói mà không rủ đi ăn nghe. Sao sao? Ông nghe tôi nói đây. Bãi này sao không? Bãi đi giờ bãi này kìa sao? Bãi gì bãi rồi? Bãi này kìa. Bãi gì bãi rồi? Giết ra quay. Bãi gì bãi rồi? Ai? Bãi chuẩn bị gì bãi? Ông ngấn phân ngấn như thế nào nhảy rồi? Cho quay đi cho tiền xem sao? Cho tiền. Mẹ về kìa. Gì bãi kìa? Bả chuẩn bị về bả rồi kìa. Bả về bả rồi kìa. Đi ra coi coi. Đi. Bả chuẩn bị về bả. Nè, ra ra ngoài nói chuyện đi cho 200 ngàn. Cho 200 ngàn kìa. Trời ơi, bữa nay tôi còn mua số bả đó nghe mày sao. Không chịu đi ra là không cho luôn đó nghe. Thôi, tôi hết nói này, cái này là mê ngủ hơn mê tiền rồi. Mê ngủ hơn mê tiền rồi. Thôi chùm xong ngủ luôn quý vị ơi. Thôi, ra đây.